Ném bơi. Ném bơi. Hey. Ở bên rồi. Hello cả nhà. Tình hình là bữa giờ ngồi ghế dựng clip nhà đau lưng quá. Cái ghế mình hay ngồi là ghế này nè. Đó. Thấy không? Đau lưng quá. Giờ quyết định là mua một con ghế mới. Đây. Ghế công thái học. Mã này là M57 nha. Mua về là có cái thùng, gỡ ra là một đống vậy nè. Giờ phải ngồi ráp. Ok. Giờ thì ngồi ráp cái này lại để có một cái ghế mới để ngồi nha. Kể anh em nghe xíu. Đầu tiên thì mình tìm mua ghế gaming cơ. Dành cả ngày trời đi ngồi thử các loại ghế luôn ấy. Nhưng ngân sách có 2 triệu thôi. Và sau khi nghiên cứu thì phát hiện ra là muốn có một ghế gaming ngon thì phải mua ghế trên 4 triệu mà ngồi mới vô. Không thì lại toang. Xong nghiên cứu thêm một hồi thì mới biết là ghế gaming cũng không tốt gì cho sức khỏe cả. Chỉ được cái côn ngầu thôi. Thế là mình tìm hiểu về ghế công thái học. Và 10 triệu thì cũng chỉ mua được một chiếc ghế công thái học hạng chung thôi đó. Trời ơi, mắc kinh khủng luôn. Nhưng rồi sau một tuần thì mình quyết định mua con Siho M57 này. Giá bình dân mà được thiên hạ phong cho là chiếc ghế quốc dân của toàn dân Việt Nam mình luôn đó. Chảy hàng luôn, ha ha ha. Nhưng cuối cùng mình cũng đã mua được nó. Đó. Đây rồi, cuối cùng cũng đã ráp xong. Xoay mượt mà luôn. Đã chưa. Nhiều công dụng, đỡ đầu, đỡ lưng. Lên xuống và ngã ra sau lưng. Và rất là trong bánh xe lăn tới lăn lui cũng vui. Ok ha. Cuối cùng thì mình cũng có được một chiếc ghế ưng ý để ngồi dựng clip đá bóng cho anh em xem. Và giờ thì vô việc thôi, một chiếc clip đá ké ở một sân bóng hết sức đặc biệt. Anh em cùng chờ xem nhé. Hôm nay mình lại có một cái trận banh nữa ở một cái sân cũng rất là đặc biệt. Sân 7 người nhưng mà cỏ thiệt. Cỏ cực kỳ đẹp luôn, cỏ kim. À, mịn màng không? Như cỏ nhân tạo luôn. Êm ái, nhưng mà rất tiếc mình lại mang TF, không biết lát có té không đây. Ok, thì trận banh mình đá với mấy anh em nhà báo. Đây toàn dân báo chí không? Và đây là báo chúa. Bình đầu đang bắt cua trong kia kìa. Đó, thấy anh Vinh Râu không? Anh em đã mua giày ở shop của anh Vinh Râu chưa? Mua rồi thì comment cho mình biết nhé. À, đây. Hỏi mấy anh em báo chí. Còn đội đối thủ là Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, sao mọi người nhìn qua bên kia ta? À, bên đây câu lạc bộ thành phố đang tập nha anh em. Đó, câu lạc bộ thành phố đang tập bên đây. Đây là gì đây? Được đá banh ở một cái nơi view rất là đã luôn em ơi. Đây là chung cư tòa nhà Lê Đại Hành ở quận 11 vậy đó. Đây quận 11. Ừ đúng rồi, quận 11. Quá đã luôn. Thôi, lãng mạn nhiều quá. Khởi động tí rồi vô đá nha. Ngồi chờ móc mỏ luôn, đến gần cuối hiệp 1 mới được vô sân nè anh em. Chắc do lúc nãy tới sân chưa đi dây trước với lãnh đội. Thôi không sao, chiến thôi. Sao? Đứng ngoài nãy giờ chưa được đá. Ai. Hết. Mất. Áo sân khách của đội tuyển bóng đá Việt Nam đây nè. Trời ơi, sao lại mặc áo phết cơ chứ? Tôi buồn quá mà. Phải lên lên. Đúng. Ây da. Lần đầu tiên trong đời bị đốm mà trọng tài không thổi. Chắc ăn vạ nhiều quá nên quả báo. Cạch trong thôi. Rồi đây trước mặt luôn. Trước mặt luôn.
Nói thiệt luôn, hồi nãy ở ngoài mình nhìn thấy cỏ kim, tưởng bóng sẽ đi rất là êm ái và thoải mái. Vừa đá rồi thì ối trời ơi luôn, nó đề phô chẳng khác gì mấy sân bóng ổ gà trước kia mà mình hay đá. Ăn chù tối biên ơi. Đúng anh. Pha bóng này hơi nhạy cảm, rằng có phạt gián tiếp hay không? Rõ ràng là không nha. Màn hình VAR của mình ghi lại rằng đó là một pha tranh chấp giữa cầu thủ áo trắng và dội vào đùi của anh Uyên áo vàng ngược về phía thủ môn. Sau đó anh Uyên không chạm bóng tiếp, nên trong tình huống này thủ môn bắt bóng là hợp lệ. Vô sân được 5 phút, chạm banh được vài lần, chưa kịp nóng máy thì đã hết giờ. Đã vậy đồng đội mất banh ở khu vực nguy hiểm dẫn đến bàn thua nữa. Thú thật là lúc này mình sượng luôn, tinh thần trùng xuống thấy rõ. Đầu hiệp 2 thì mình cũng chưa được vô đá. Chịu thôi, vì thật ra hôm nay mình đi đá ké mà. Mãi đến khi anh Kim bên HTV giới thiệu mình với lại anh đội trưởng thì mới được vào sân đá tiếp nha. Và bây giờ là giữa hiệp 2 rồi, đội vẫn đang bị dẫn 1-2. Hết cây. Tốt. Đồ, hay dữ trời. Hay dữ. Đây là anh Hiển Cao, hiện đang công tác tại đài truyền hình HTV. Thời mình còn là sinh viên đại học, thì anh này đã đá Futsal hơi bị khét tiếng rồi đó. Nếu anh ấy không bị đứt dây chằng chéo trước, thì giờ chắc đang đi đá chuyên nghiệp rồi. Nãy mới kia không biết sút mà, đúng rồi, không biết sút thiệt vậy. Rồi đi lên đánh nhanh đi. Rồi bớt ai đó giữa giùm nè. Dạ dạ. Anh em nhắc mình đá kỹ xíu vì trận này mang tính chất là giao hữu đối ngoại giữa hai lãnh đội với nhau. Mình thì che banh pha bóng đó thì cũng không có gì sai và cũng không có va chạm gì, nhưng có vẻ số 4 bên kia cũng bắt đầu nóng rồi đó. Quyết. Hàng đi Kim, hàng đi Kim. Thêm thêm sau lưng anh ơi, sau lưng anh ơi nè. Thế là đội sống quá ta. Em cho đã về luôn chứ. Hẹn. Ngược lại. Đây đây, về 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 Vinh kìa anh ơi, về Vinh anh. Về Vinh đi. Đội biên. Đây nè. Không phải là mình đổ thừa, nhưng pha này sân bị đè phô.
Đoạn mình gần tiếp quả bóng thì bóng bị nảy lên một chút xíu, dẫn đến việc mình tiếp xúc bóng sai và thành ra bắn chim. Nhảy gôn. Hẹn. Hai cơ hội liên tiếp bị bỏ qua. Lúc này đồng đội chắc đang nghi ngờ năng lực của cầu thủ đá ké này rồi. Sao lưng hẹn. Hẹn. Ây da. Lại là anh chàng số 4 ấy. Thương đồng đội quá nên mình thay da giùm luôn. Hai, mình nhớ đoạn gần cuối trận, đội bạn thay số 4 ra thì ông ấy từ chối rời sân mà cứ đá thông dong cho đến hết giờ luôn. Đấy. Hiển hiển ngược lại. Và đây rồi, đoạn clip 2,2 triệu view trên TikTok của mình đây rồi. Anh em cùng xem có gì đặc biệt không nha. Ném bơi. Ném bơi. Hey. Ok rồi. Đây là một bàn thắng đối với mình là không có gì là đặc biệt, nhưng các bạn tin không? Mình up view clip này lên TikTok và đã đạt 2,2 triệu view rồi đấy. Rất nhiều người bàn luận là sao không bị bị hả? Dùng bộ hạ đỡ bóng không đau hả? Mang giày sao màu kia rồi tùm lum tà la. Còn theo cảm nhận của mình thì nếu quả này mình đã lên trời thì không biết kiếm cái hố nào mà chui vào nữa. Giao sút cho anh vô. Ừ. Giấy gì? Run giấy hả? Rồi lắm. Về lại, anh Tập ơi, nè Kim. Mở luôn. Ok. Tiếng hai mở ơi. Chạy về, Kim. Quay lên. Đóng đi. Ây da. Ôi, phạt rồi. Tình huống này thì bạn số 7 thiều dò mình, nhưng mà do mình quay góc BOV nhìn về phía trước nên không thấy được động tác phía sau. Quay. Thôi mọi người. Từ việc bỏ lỡ 2-3 cơ hội liên tiếp và đứng trước nguy cơ bị coi là con ghẻ sau trận, thì các bạn thấy đó, một bàn thắng và một kiến tạo giúp cho đội nhà dẫn lại 4-3. Lúc này mình có thể nở mày nở mặt để đi về rồi. Tốt Vinh ơi, mà luôn. Lúc này thì phố đã lên đèn, các hot girl đã lên đồ để chuẩn bị chảy hội rồi. Còn sân thì sao chưa sáng đèn nữa trời, làm cho cả đội đá với nhau trong tình trạng quán gà luôn. À, biết lý do rồi, tại sân chưa lắp đèn. Bước lên, nhập biên, đưa luôn, chạy về.
À, nó khó quá. Ok, cậu luôn. Lại phụ Hiển. Bên đây nè, Hiển ơi. Mừng. Lội. Ok, kết thúc trận đấu với chiến thắng là 4-3 và bầu không khí cuối trận của đội áo trắng thật là u ám. Mình còn nhớ lúc nghỉ giữa hiệp, lúc họ gác 2-1 thì họ cười nói với nhau rất là rôm rã. Nhưng đến lúc hết trận, mình rời đi và đi ngang đội bạn thì đó là cả một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Khi thấy họ như vậy thì mình cũng ngại lắm. Trận đấu này lẽ ra nên dừng ở tỷ số hòa. Ok, kết thúc trận đấu. Và lúc nãy là mình chưa vô thì đang thua 3-2. Và mình vào thì ghi được 2 trái. Mình ghi 1 trái kiến tạo 1 trái. À, kết quả là thắng 4-3 nha. Ok, thì một cái trận đấu cũng khá thú vị ở một cái mặt sân cũng khá là đẹp. Mặt cỏ mà khá là đẹp. Và trời tối thui rồi, trăng cũng sáng. Cái chung cư xung quanh đã lên đèn. Bây giờ mình đi đá tiếp một tập nữa và sẽ phát trong thời gian sắp tới tập của đội Tân Bình FC. Anh em quan tâm thì có thể chờ để coi tiếp nha. Rồi, vậy đi. Nhớ like, subscribe nha. Bye bye.